đó thì ông nói ông sẽ làm, nhưng mà ông nói em too new, bởi ông mới vô, ông chưa có biết cái hình thức như thế nào, nhưng mà ông nói ông sẽ ráng vận động. Mà ông nói là nếu mà ông vận động là một cái mà ông nói với tôi là tôi hy vọng ông làm được, là ông nói ông sẽ làm một cái luật, một cái đạo luật công nhận ngày 30 tháng 4 của tỉnh bang anh độc tài. Mà ông nói ông sẽ làm rush. Tôi nói ok, rush, you rush fast because 30th of April is very close. Nên là nó nói ông sẽ làm được, nếu không được thì ông sẽ tin tiếp. Và đồng thời tôi nói với cộng đồng ở Edmonton trong đó là Jason Kennedy đồng ý sẽ giúp mình trong cái vấn đề đó. Và cộng đồng khi mà tôi vừa nói đến hội người Việt ở Edmonton thì hội người Việt ở Edmonton đồng ý trên nguyên tắc và chúng ta sẽ liên lạc với hội người Việt Calgary và tất cả các hội đồng ở Calgary và phối hợp với nhau để làm một cái ngày 30 tháng 4 tại Edmonton. Thì tôi nói đó là công việc của cộng đồng và công việc cộng đồng phải làm. Thì bây giờ thì sau đó thì là bên kênh Edmonton sẽ liên lạc với ở dưới này và để cái diễn tiến nó như thế nào đó thì nghĩa là hai bên Calgary với Edmonton sẽ đứng ra tổ chức. Thì tôi hy vọng rằng cái ngày 30 tháng 4 cho năm 2018 sẽ thực hiện được tại Edmonton. Thì cũng ngày 28 tây tháng 4 thì ở thành phố Toronto, ông thị trưởng ông có hứa với cộng đồng vào tháng 7 năm rồi và ông hứa sẽ có thượng kiện tại thành phố Toronto. Thì cộng đồng sẽ đứng ra tổ chức ngày 28 tây tại thành phố. Ngày 29 tây tại cũng tại Toronto, Ontario mà tỉnh bang, chính phủ, chính quyền Ontario sẽ cho thượng kỳ tại Quốc hội Ontario và cái hội đoàn mà chịu trách nhiệm đó là hội cựu quân nhân và một số hội đoàn khác. Riêng cái ở thành phố Toronto thì cộng đồng người Việt của chúng ta đứng ra, tức là hội người Việt và tất cả 25 hội đoàn họp chung với nhau đứng ra làm. 30 tháng 4 đúng ngày thứ hai là ở trên Quốc hội của Canada cũng sẽ có cái lễ thượng kỳ, bởi vì trên Quốc hội Canada thì nó không có hai cột cờ chính thức nên mặt giao cũng biết là thì chính phủ Canada sẽ làm hai cái cột cờ cho chúng ta 20 feet để chúng ta thượng kỳ trước Quốc hội ngày 30 tháng 4. Từ đây chỗ đó mà tôi hy vọng rằng chúng ta ngày 30 tháng 4 của chúng ta, cộng đồng của chúng ta sẽ thành công trong công việc tổ chức như thế. Là đó là cái công việc của tôi đi và để vận động để mà cho cộng đồng của chúng ta có thể thực hiện được. Thì hy vọng rằng như là anh đẹp ta cũng có thể sẽ hy vọng sẽ thực hiện ngày đúng ngày 30 tháng 4. Đó là cái ngày 30 tháng 4. Riêng sở dĩ tôi đến đây ngày rồi tôi cũng có nói chuyện sơ ở với Calgary, ở với Vancouver về cái đạo luật. Cái đạo luật S226 là nó đã thành luật rồi, thành nó kêu là Sergei Magnitsky Bill, tất nhiên là đạo luật chế tài. Cái đạo luật chế tài này nó cho những người ngoại quốc đã vi phạm nhân quyền và bổ sung cái đạo luật này để bảo vệ những người tị nạn v.v. thì vi phạm nhân quyền và tham nhũng của cho những người ngoại quốc mà muốn vô Canada thì sẽ không được. Thì đó là lý do tại làm sao mà cái đạo luật Bill Magnitsky, tức như là đạo luật chế tài nó sẽ khác hơn cái đạo luật của bên Hoa Kỳ. Bởi vì cái đạo luật này của bên của Canada đó, nó có 4 cái điều mà chúng ta thấy là cộng đồng chúng ta có thể làm được. Là tài sản của người ngoại quốc bị nêu danh tính, dù ở nơi nào, ở Canada, của cá nhân hay chủ thể, hay của công dân Canada, hay tổ chức bên ngoài Canada. Đó là nó khác với cái Magnitsky của bên Hoa Kỳ. Cái thứ hai, mọi cá nhân hay chủ thể ở Canada, hay công dân Canada, hay tổ chức bên ngoài Canada
dính líu vào hay giúp đỡ trong việc giao dịch tài chính. Giao dịch tài chính. Cái thứ ba, nó khác với bên Mỹ, là mọi cá nhân hay chủ thể Canada hay công dân Canada hay tổ chức bên ngoài Canada cung cấp tài chính hoặc dịch vụ liên quan cho người ngoại quốc bị nêu danh tính. Tất nhiên là những người mà làm ăn ở Canada với người ở hải ngoại đều bị chính thức. Đó là cái khác thứ ba. Và cái khác thứ tư, cái đạo luật này đã cho phép chủ tịch hội đồng, tất nhiên là Governor Council, tất nhiên là chính phủ Canada, được quyền đóng băng, tịch thu và tạm thời tịch thu mọi tài sản bất chính tại Canada của công dân nước ngoài. Và đó là cái bốn sự khác biệt mà tôi nghĩ là cộng đồng của chúng ta ở Canada có một cái vũ khí mạnh hơn so với Hoa Kỳ. Bởi vì đây nó còn làm ăn dính líu với những người ở hải ngoại, ở ngoài Canada vẫn bị như thường. Thành ra cái vấn đề đó là chúng ta cũng đủ hiểu. Tôi nói cái ví dụ con của một ông cán bộ cộng sản Việt Nam đi ha, đi du học qua Canada, thì trên phương diện mà đi du học thì nghĩa là Canada chấp nhận với xin đi du học năm sáng hết. Nhưng mà cái em nó ví dụ như là tôi nghe nhiều người nói là giờ tôi kể thì kể lại thôi. Em nó đi qua bên Vancouver, ví dụ như mua cái nhà 10 triệu trả cash. Sinh viên đi du học mua cái nhà 10 triệu trả cash. Tiền đâu? Du học, mà sinh viên du học làm sao có 10 triệu mua cái nhà trả cash? Tiền ở đâu ra? Nếu mình biết, nếu mình có tin tức, mình làm một cái tài liệu gửi lên chính phủ RCMP, họ sẽ cứu sống. Em đó đi học, không những mua cái nhà 10 triệu mà còn mua chiếc xe Mercedes 300 ngàn, lái xe đi chơi vòng vòng. Tiền đâu? Thì nói cái đó thì mình cũng đủ hiểu rằng đó là chỉ tiền của con cán bộ v.v. Mới có tiền chứ làm sao mà có được. Thì cái đó là cái vấn đề mà mình thấy là cái cộng đồng mình có thể làm được. Cái vấn đề thứ hai, giao dịch tài chính. Cái mọi giao dịch tài chính thì mình cũng đủ biết, mình cũng biết rồi. Chẳng hạn như những người mà làm ăn với Cộng sản Việt Nam, có giao dịch với Cộng sản Việt Nam, nhiều mọi cái giao dịch đó tôi không thể nào tôi kể hết được. Nhưng mà các anh chị, các bác đây cũng biết rồi, giao dịch như thế nào rồi, đã biết rõ hơn tôi nhiều. Thành ra những người đó cũng bị dính líu trên cái vấn đề đó, họ cũng bị. Chứ đó là cái, trong cái điều hai, hay tổ chức bên ngoài Canada dính líu hay giúp đỡ trong việc giao dịch tài chính, làm ăn, mình kêu là fraud, laundering money, tất nhiên là rửa tiền, vân vân. Cho ví dụ như là đổi tiền, ví dụ gửi về Việt Nam cái gì đó, làm ăn gì đó, chẳng hạn giữa cái tổ chức, như là mạo danh vân vân, đủ thứ hết mình không biết, nhưng mà đó là một cái hình thức mà mình có thể làm được. Tuy nhiên, muốn chính phủ Canada cứu xét, không có thể nào chúng tôi nói là ông, tôi biết ông Nguyễn Văn Nga đó, là dính líu đến cái vấn đề làm ăn cái gì cộng, làm ăn cái Cộng sản Việt Nam, mà cái người Cộng sản Việt Nam đó là vi phạm nhân quyền và hối lộ và thâm nhũng vân vân, và muốn đưa rửa tiền qua cho Việt Nam, qua cho Canada hoặc là những gì đó. Cái đó mình không thể nào mình nói được, mình phải làm cái hồ sơ. Mà cái hồ sơ đó, tôi làm cho sơ như thế này. Đây là cái hồ sơ mình phải đưa lên cho chính quyền Canada để họ làm, ví dụ vậy. Thì bên Hoa Kỳ nó khác, nó không có giống như mình được. Thực ra bên Hoa Kỳ mình biết con của ông cựu thủ tướng này mua cái sân vận động trường 100 mấy chục triệu, tiền đâu mà không ai làm được gì hết. Bởi vì cái luật chế tài của bên Hoa Kỳ nó khác với luật chế tài của Canada. Tại ra bên Hoa Kỳ họ làm không được, nhưng mà mình làm được cái này đó. Thành ra cái vấn đề đó, thì cái đó là cái vấn đề mà cái luật chế tài chính phủ có quyền tịch thu
chính phủ có quyền đóng băng, chính phủ có quyền tịch thu mọi tài sản của những người đó, dù ở Canada hoặc là ở ngoài Canada. Đó là cái mà chúng ta có thể làm được. Trên vấn đề cái Governing Council, chính phủ Canada đó, là những người cho biết là những người mà có thể mà vi phạm trong cái luật Magnitsky này đó, là những người trong chính quyền, những vị cao cấp liên quan hay là đồng lõa trong vấn đề điều hành, trong vấn đề kế hoạch, giúp đỡ về vấn đề tài chính, cung cấp tiền bạc, không những tiền bạc và dụng cụ kỹ thuật, những cái người đó mà có liên quan đến mọi cái vấn đề đều bị hết. Tại cái Canada có luật Magnitsky này nó rất là chi tiết. Và hiện nay cái danh sách mà chúng tôi có đó, là của quốc gia Iran có, Nga, Russia có, Ukraine có, một số quốc gia khác, chưa có Việt Nam. Cái danh sách tôi chưa thấy Việt Nam, mà có các quốc gia khác là bốn quốc gia lớn là Iran, Iraq, Nga, Ukraine. Việt Nam chưa có. Đó, thành ra cái bây giờ mình làm cái gì? Nếu mà mình biết những người tham nhũng liên quan đến hợp đồng của nhà nước, chẳng hạn những người làm ăn tham nhũng rút tiền thâm thủng, đó là tham nhũng từ tài nguyên quốc gia, hối lộ, vi phạm nhân quyền, đánh đập, mình có thể làm trong một cái hồ sơ như thế, thì gửi cái hồ sơ cái tới là to Governor Council of Canada from Vietnamese Calgary Association, from Vietnamese Canadian Federation, from Vietnamese Association of Toronto, hay cái gì đó, hội người Việt Toronto, hội người Việt cái đâu đó, hay cái gì đó, mình gửi lên thì họ cũng sẽ. Cái đó là cái phiếu. Tôi sẽ làm một cái tờ chi tiết, tôi sẽ gửi đến các hội đoàn của chúng ta tại khắp nơi. Hội đoàn Hội người Việt Calgary, Hội người Việt Edmonton, Tân Lâm Văn, để dựa theo đó mà mình cứu xét, chứ không thể nào mình nói là tôi biết Mỹ Nhân Nga cũng làm gì cái chuyện mình gửi đi chính phủ. Mình gửi một lần nó coi, nó nói ok cũng được, xong mình thấy không có gì hết, mình gửi càng ngày càng biết, nó chám nhà rồi, nó thôi nó cũng làm coi rồi. Rồi mình gửi gì cái thiện là nó thấy ôi mấy anh này nó dốc. Tại đôi khi mình gửi, mình phải gửi cho trúng, mình phải gửi cho nó chi tiết, phải có địa chỉ, phải có chức vụ, rồi phải có tất cả những gì. Tôi đây tôi ví dụ như là case summary, ông đó tên gì, tôi cho là trung tướng, thiếu tướng, thủ tướng, ha, major general, prime minister, former prime minister, cựu thủ tướng Phan Văn Khải, cũng không còn nữa, ví dụ như cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phụ thủ tướng gì đó mình không biết. Rồi xong rồi case summary dù là cái gì, ông đó làm cái gì, ông ra lệnh tướng công an ra lệnh đánh đập những người chống đối biểu tình, mình có chứng cứ. Ông này tham nhũng cũng gửi tiền đi, ông có con đi học ngoại quốc, có cái này cái kia, mình viết sao trong đó, xong rồi mình làm cái tài liệu gì cái mình gửi lên qua Hội người Việt, qua liên hội, qua cái tổ chức của mình. Hội người Việt là một cái cộng đồng mà chính phủ nó ngó, Hội người Việt Calgary, Hội người Việt Edmonton chứ. Xong rồi mình gửi lên thì chính phủ sẽ cứu xét, tức là có thể tin cậy được, RCMP nó sẽ cứu xét và nó coi, nó thấy đúng, nó sẽ làm tiếp. Thì ta làm như thế nào khi mình lên tới đó rồi, là cái vấn đề mà quyết định của chính phủ là quyết định của chính phủ Canada chứ không phải là quyết định của mình nữa. Thành ra chính phủ Canada sẽ coi, nhưng mà mình sẽ theo dõi. Đó là cái công việc của mình. Thành ra đó là cái hồ sơ mà mình sẽ làm, và tôi thì văn phòng tôi sẽ soạn thảo chi tiết như thế nào sẽ gửi xuống cho các hội người Việt ở khắp xứ của Canada mình, để mình dựa trên cái dữ kiện đó mà mình có những dữ kiện
đúng để mình làm, chứ không thể nào mình nói như là tôi biết ông này, tôi biết ông kia, tôi biết bà nọ, rồi rồi cái tự động của mình cứ cho tên vô, cứ để đại vô cái mình gửi, nó sẽ không sẽ mình phải có chứng cứ. Đó là cái luật chế tài và đóng băng tịch thu tài sản của những người ngoại quốc muốn vô Canada. Đương nhiên những người đó xin visa vô Canada là họ sẽ bắt, họ không được vô rồi. Nhưng mà họ có thể họ chuyển tiền làm ăn với bên những người ở trong này vân 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 vân, thì những người ở trong nước, ở trong Canada này vẫn bị dính líu trong này, vẫn bị nằm trong cái bill Magnitsky bill này. Thế là đó là cái mà tôi đi để tôi nói với đồng bào mình cho mình biết, để là chuẩn bị tư tưởng, chuẩn bị tinh thần nếu mà mình muốn làm việc, nếu mà mình muốn, đây là cái vũ khí mà mình có thể đánh được. Đây là mình đánh cái túi tiền của tụi nó. Và đây là cái vấn đề đó, là cái vấn đề mà Cộng sản Việt Nam nó sạc. Bên Hoa Kỳ thì tôi không nói được, bây giờ tôi không biết cái luật của bên Hoa Kỳ thì nó khác bên mình nhiều, thật ra mình không biết được. Tôi biết là con vuông của Thủ tướng mua một cái San Francisco football field 150 triệu. Tôi biết rõ, nhưng mà bây giờ làm sao, nhưng Hoa Kỳ mà tôi không có nói được. Nhưng bên Hoa Kỳ cái luật của nó khác, mà bên Hoa Kỳ mà cộng đồng mình không làm, cộng đồng mình biết, mà không làm gì hết thì thật ra thì mình nói cái lý do đó thì tại địa phương, chứ không thể nào nói Canada mà mình chuyển cái tay qua bên kia, mình nói dài qua bên kia mình làm không được, mình chỉ làm tại Canada mà thôi. Như tôi nói lại là chỉ có bốn quốc gia hiện nay, bốn quốc gia mà nằm trong cái danh sách của Canada mà có tên đàng hoàng, để tôi khi sau tôi tới là tôi sẽ đưa cái danh sách đó mình lên trên Canada, trên cái Global Affairs của Bộ Ngoại giao đó. Nó có cái danh sách của những người mà bị cấm hết. Người Nga nào mà bị cấm vô Canada mà bị làm ăn mà bị tịch thu là nó có tên đó, cái tên tụi nó có đầy mà không có gì mà đó. Thật ra đó là một cái đó là cái bill Magnitsky bill. Cái Magnitsky bill này là thì khi mà sở dĩ mà nó có chữ S đằng trước đó, là do thượng viện đưa ra. Tất nhiên là một thượng nghị sĩ đưa cái dự luật, thay vì từ bên chữ C đó là House of Commons, tất nhiên là bên hạ viện, và bên đây là bên thượng viện. Thì bên thượng viện đưa ra thì nó cũng theo qua cái thủ tục ở bên thượng viện, xong rồi thượng viện chấp thuận rồi mới đưa bên trên hạ viện, rồi hạ viện nó cũng theo cái thủ tục của nó, rồi hạ viện chấp thuận rồi mới đưa lại cho thượng viện để chấp thuận làm chót và đưa cho thống đốc để mà đưa thành luật, phê chuẩn thành luật. Đó là cái luật đó. Thành ra tôi hình như có gửi văn phòng, tôi có gửi xuống cho hội người Việt cái luật chính thức cái đóng băng như thế này. Tôi gửi cho họ một cái hội đoàn có được nhận một cái, tôi gửi cho cái để mà cho thấy rõ, để mình đọc rõ nếu cần mình biết rõ cái dự luật của hơn. Và bởi vì tôi nằm trong cái bà mà đưa ra cái đề án cái dự luật này đó, mình như là bảo trợ cái dự luật Magnitsky bill này đó, là bà thượng nghị sĩ Andrew Chuck, là bà là chủ tịch Ủy ban Ngoại giao và Mậu dịch Quốc tế. Tôi thì nằm trong cái steering committee của Ủy ban Ngoại giao và Mậu dịch Quốc tế. Thành ra tôi làm việc rất sát với bà thượng nghị sĩ Andrew Chuck. Và đồng thời tôi cũng đã vận động tất cả các cộng đồng của mình ở trên xứ Canada để viết cái thơ để yểm trợ cái dự luật này khi họ còn đưa nguyên cứu xét. Thật ra cộng đồng mình cũng có tiếp sức, tiếp tay vào. Và trong cái thơ của bà Andrew Chuck có gửi cho hội người Việt đó, cũng cảm ơn cái sự tiếp tay đó. Và riêng ông bà đây này, bà cũng có viết, bà là as a sponsor of the bill S226. Bà ghi thơ cho tôi là I thank you for your support and I thank the numerous Vietnamese Canadian community organizations who advocate and support of this legislation across Canada. Tự nhiên bà cảm ơn cộng đồng của mình đã ủng hộ và hỗ trợ với cái dự luật này. Thật ra đó là một cái công việc mà cộng đồng mình chúng ta đã làm được. Thật ra tôi thấy là đây là một cái công việc mà cộng đồng ngồi lại thảo luận, lập ra một cái ủy ban gì đó để mà
dùng cái đạo luật Maximil chế tài này để mà đối đầu với trực diện với Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Theo tôi nghĩ, và theo tôi nghĩ chúng ta có ba vấn đề, ở Cộng đồng Việt Nam ở ngoài chúng ta có ba công việc. Công việc thứ nhất chúng ta là củng cố. Chúng ta củng cố cộng đồng của chúng ta, củng cố cho vững, cho mạnh. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta có làm việc rất là hay là cộng đồng chúng ta là vấn đề ngoại vận. Chúng ta phải liên lạc với quốc hội, liên lạc với chính phủ, chúng ta vận động như thế này chúng ta đã làm. Và cái vấn đề thứ ba là vấn đề chúng ta yểm trợ. Là yểm trợ đây nè, đây là cái vũ khí chúng ta yểm trợ, chúng ta yểm trợ cho những người đấu tranh ở trong nước bằng cách như thế này, thì những người đấu tranh trong nước họ cũng còn sợ, nhưng mà họ thấy rằng họ có vũ khí, họ làm. Tức là cái ba công việc đó mà chúng ta làm được, thì trong nước sẽ có cơ hội đứng lên và sẽ thành công trong cái vấn đề lật đổ chính quyền Cộng sản Việt Nam. Hiện nay giờ chúng ta đã biết rồi, bây giờ tình hình anh bắt các bác các biết rồi, tình hình trong nước thì giờ nó cũng ai cũng biết hết, khó cần nói. Là tụi nó giờ nó không còn nữa, nó chỉ còn đánh nhau, ráng là đánh nhau và hạ bệ nhau để mà đứng lên, để mà tham nhũng, để mà có tiền vân vân, xong rồi chạy. Là nếu chúng ta có vũ khí để mà buộc tụi nó như thế thì những người ở trong nước tranh đấu họ có cơ hội, có cơ hội họ đứng lên, thì tôi hy vọng rằng họ sẽ thành công. Đó là cái đạo luật chế tài Sergei Manishin. Các quý các bác có câu hỏi gì thì tôi sẽ trả lời thêm trước khi tôi qua bên cái việc cần xa cái cannabis bill xe 45 của Justin Trudeau. Dạ. Thế vì vấn đề mà người cái danh sách của Việt Nam đó, hiện giờ mình chưa có, Manistee bên Mỹ có rồi, danh sách có khoảng 200 người mà có tên đủ đàng và bệnh có, mình có thể mình dựa trên danh sách đó, người ta có. Dạ thưa thì tôi cảm ơn anh, cái danh sách mà 200 người mà bên Mỹ có là cái danh sách thiết lập bởi PSOS của anh Nguyễn Văn Thắng. Thành ra bên cái hồ sơ của anh Thắng làm, bây giờ họ anh sẵn làm cho bên Hoa Kỳ. Thành ra cái luật đó mình không biết mình có thể dùng được bên này hay không. Bởi vì bên Hoa Kỳ nó khác, bởi vì tôi không cái luật Manisky Bill của bên Hoa Kỳ nó khác, nó phải chống như cái của chúng ta bên Canada này. Mà bây giờ những cái người mà anh Thắng đưa ra 200 người đó, tôi không biết anh Thắng đã đưa lên cho quốc hội chưa, hay là đưa lên chính phủ chưa, hay là làm sao cho tôi không biết. Mình không có biết, tôi không có biết rõ cái vấn đề đó của anh Thắng. Thành ra mình không thể nào tôi dựa cộng đồng mình, nếu mà anh biết anh Thắng đó, hỏi anh Thắng, xin anh Thắng gửi qua cho mình, rồi từ đó mình nghe làm được cho thường cái đó mình. Nhưng mà mình hỏi anh Thắng, nhưng mà mình phải coi lại sau kia, rồi mình coi lại cái đó đúng để áp dụng cái luật bên này đó. Thì lúc đó mình sẽ áp dụng, còn không có thì mình phải làm thêm như thế nào để tôi không biết ha. Nhưng mà nếu mà các anh chị các bác mà biết quen anh Thắng bên PSOS bên Washington DC đó, liên lạc với anh Thắng, hỏi anh Thắng, ok tôi nghe nói anh có làm 200 hồ sơ đó, anh gửi qua cho tôi ok, mình gửi qua chúng tôi để chúng tôi cứu xét coi có thể chúng tôi có áp dụng được không ở bên Canada này, ha? Vẫn được như thường. Nhưng mà anh phải hỏi anh Thắng á, nhưng mà tôi không biết cái hồ sơ như thế nào, nhưng mà anh Thắng chắc có thể được. Tôi không nghĩ là anh Thắng sẽ từ chối, nhưng mà nếu mà cộng đồng các người đi biết anh Thắng, liên lạc với anh Thắng và để hỏi anh Thắng thì tôi nghĩ là chắc có thể được. Không, bởi vì là cái mà hỏi anh Thắng đó, thì xin anh Thắng gửi cái hồ sơ qua cho hội người Việt, ví dụ vậy. Một người Việt đứng ra xin, anh Thắng ơi, tôi biết anh làm có 200 cái hồ sơ, anh gửi qua cho chúng tôi. Hội người Việt, căn cứ đi mà nhận được 200 cái hồ sơ đó, là hội người Việt phải ngồi lại với nhau một cái ủy ban. Tôi đề nghị mình lập cái ủy ban ngồi lại, bốn tất cả các hội đoàn, chủ tịch các hội đoàn ngồi lại với nhau, xong rồi mình cứu xét cái đơn, cái hồ sơ của anh Thắng có đúng không? Chứ không phải là anh Thắng gửi cho mình cái là mình nói ok, tôi sẽ lấy cái này tôi dùng, tôi nạp cho Canada, không được.
mình phải coi nó có đúng với cái luật của mình hay không. Rồi từ đó thì mình mới đi tiếp, rồi vô thêm cái chi tiết nữa. Thật ra cái đó là mình làm được, nếu mà mình quen anh Thắng, chuyên viên Thắng gửi. Nếu mà được ai quen anh Thắng ở Washington DC, BBSOS, hỏi anh Thắng chưa Thắng gửi thì có thể mình dùng. Dạ, cái vấn đề mà ông Nguyễn Đình Thắng thì ở đây thì cũng rất là nhiều người đã liên lạc với ông Thắng. Dạ, cái chuyện đó thì nó không có khó. Chúng ta hy vọng là giống như là từ nghị sĩ Nguyễn Thanh Nải mới vừa giải thích ấy, thì mình sẽ xin những cái tài liệu của ông Nguyễn Đình Thắng về những hồ sơ tham nhũng hối lộ của những cái viên chức của Chính quyền Cộng sản Việt Nam mà ông đang có on hand. Rồi mình sẽ theo những cái đạo luật ở Canada làm, nhưng mà cái đó tôi nghĩ là như ông Ngô Thanh Hải cũng nói thì mình cũng phải có một cái, ít nhất là có một cái nhóm người đặc biệt để mà làm đó, tức là chỉ lo vấn đề đó thôi. Thì hy vọng là mình sẽ có được cái kết quả giống như mình mong muốn. Thì có thể là chuyện đó thì cái ông Thạch chủ tịch thượng viện cũng sẽ có cái ý như thế nào để giải quyết sau, thì có thể mời những hội đoàn đến đây họp để mình chuẩn bị mình làm nó cũng được, cái đó là một cái điều nên làm. Như nói phải có ủy ban trước. Thì đúng rồi, thì đúng gì vậy? Ủy ban đã kêu cho đó, rồi khi mà cứ gửi đi á, thì xin được các CC cho mình. Dạ được, CC cho tôi nhận được cái từ. Sở dĩ tôi nói bên anh Thắng, đó, bởi vì anh Thắng khi anh Thắng nó làm tài liệu đó là anh làm cho những người Cộng sản Việt Nam mà làm ăn với Hoa Kỳ hay là ví dụ gì, chứ không phải bên Việt Nam, bên Canada mình. Thành ra bởi vì tôi muốn nói là mình phải coi lại coi cho nó trúng đó. Bởi vì khi anh Thắng làm bên Hoa Kỳ thì chỉ nhắm bên Hoa Kỳ mà thôi, chứ không nhắm bên Canada. Thật ra sợ cái đó là nó không có trúng. Mình phải những người ở bên Canada thôi. Bởi vì là bên Mỹ là bên Mỹ, bên Canada là bên Canada, và tôi cũng đang vận động ở bên Âu Châu nữa. Thì tôi hy vọng là bên Âu Châu thì tháng 7, tháng 8 thì là tôi nên sẽ đi bên Pháp. Bởi vì bên Pháp vừa có một cô dân biểu gốc Việt mới đắc cử theo cái đảng của ông Tổng thống Macron đó. Thành ra tôi hy vọng nếu mà tôi đi được tháng 7 hoặc là tháng 8 thì tôi sẽ hy vọng gặp cô đó và nói chuyện và để nói lên cái bill này, và tôi cũng nói lên cái đạo luật hành trình tự do nữa để coi có làm được không cho bên Đồng Châu. Bởi vì những người mà bên Đồng Châu thì họ cũng cố gắng họ vận động tiếp tay, họ xin tôi tất cả những dữ kiện về cái đạo luật của tôi, của mà chúng ta, cộng đồng của chúng ta được đó. Cái này không phải của riêng tôi, cái này là của cộng đồng người Việt rồi. Chúng ta đã làm được cái đó là cộng đồng người Việt, thì chúng tôi đã gửi cho bên Hoa Kỳ, bên Pháp rồi. Rồi cái đạo luật Sergei Mnuchin chế tài này tôi cũng đã gửi bên Pháp rồi. Nhưng mà họ cần tôi quan tâm giải thích rõ hơn cho cái cô dân biểu đó rõ, để có thể cô đó tiếp tay để làm. Thì khi tôi hy vọng là tháng 7 hoặc là tháng 8, tôi nếu mà tôi đi được thì là tôi sẽ gặp cô dân biểu đó để cô có thể tiếp xúc với cộng đồng người Việt của chúng ta tại Pháp và Âu Châu để làm mấy cái dự luật này để coi nó như thế nào. Nếu mà trên toàn thế giới mà chúng ta làm được thì là đây là một cái vũ khí mà tôi nghĩ là cộng đồng Việt Nam hải ngoại chúng ta có thể làm được, và chúng ta có thể đánh từ hải ngoại mà đánh về trong gánh được nhiều thứ. Bây giờ chúng ta làm được cái gì? Đấy là chúng ta làm được đó. Dạ, xin mời anh. Thì bên Đức cũng có một người Việt Nam chức vụ cao, thì có thể tiến tới bên Đức thì chắc chắn sẽ hợp tác. Bên Đức là ông phó thủ tướng, nhưng mà ông kia này ông rớt rồi, cái đảng của ông rớt rồi, thành ra không, ông không còn nữa. Ông Philip gì đó, Russler đó, ông rớt rồi, năm nay rớt rồi, kia này rớt rồi, thành ra kỳ bầu cử vừa rồi bên Đức thì ông rớt, đảng ông rớt, thành ra ông không còn nằm trong đó nữa. Tôi cũng có nghĩ tới chứ, ông Philip thì cũng nghĩ tới, nhưng mà ông rớt, mình cũng xui, nhưng mà ông đậu lại được thì mình đỡ lắm.
tôi cũng đang vận động ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ thì tôi cũng có quen một ông đại sứ trong cái cộng đồng Mông Châu với một ông thượng nghị sĩ ở bên Mỹ. Anh em bên Mỹ, cộng đồng chúng ta bên Mỹ cũng có nói là nếu mà tôi đi qua Âu Châu được thì ráng làm ơn làm sao mà bay qua đi qua bên Mỹ để mà gặp mấy ông này, để mấy họ sắp xếp gặp để mà mình nói chuyện theo. Tôi nói chừng nào tôi đi được tôi sẽ cho biết, mình không dám hứa chắc, nhưng mà hy vọng rằng mới làm tất cả những cái đạo luật bên Hoa Kỳ xong rồi bên Canada được rồi đó, thì nghĩa là những chỗ khác họ rất là mong ước được phục có một cái đạo luật như thế này cho các cho ông chồng. Thành ra họ hy vọng rằng nghĩa là họ sẽ ráng làm được tại ông chồng. Chỉ có Việt Nam mà thôi, mà nó sẽ còn liên quan đến các quốc gia khác, kể cả Canada. Bởi vì nhập cảng qua bên đây, bên họ sẽ làm như thế nào đó tôi không biết, nhưng mà tôi nghe rằng bác sĩ, hai bác sĩ trẻ, Huy, một bác sĩ với một cô gì đó, đứng tính dự định làm một cái hội thảo. Và có nhờ tôi đứng ra tiếp sức để giúp họ làm một cái hội thảo tại Quốc hội ở Canada. Tôi nói tôi hứa tôi sẽ giúp, nhưng mà phải cho tôi biết tất cả những dự kiện, muốn làm cái gì, muốn nói cái gì thì người ta hỏi tính họ làm đó. Và khi mà họ làm cái report đó rồi, cái hồ sơ đó, họ sẽ đưa lên cho chính phủ Canada, mà trong đó cái Bộ Y tế Canada nói về vấn đề mà cá độc này kia vân vân không liên về của Việt Nam, liên quan tới Việt Nam mà tai hại tại Việt Nam, mà luôn tai hại cho cả xứ Canada này. Bởi vì bây giờ là các em đó là sống lớn lên và hành nghề tại Canada, thì họ nghĩ rằng mình nói liên hệ tới Canada thì chính phủ cho họ nghe nhiều hơn. Tôi nghe nó hình như có cái đó. Dạ, xin mời anh Giang. Thưa, trước hết thì chúng tôi rất là mừng khi thấy nghị sĩ Ngô Thành Hải đã đi vận động nhiều nơi, đặc biệt là để chỉ vẽ cho anh em cái cách mà tố cáo những cái người làm ăn với cộng sản, hay là cộng sản làm ăn mà đưa tiền thì mua nhà hay là tạo bất động sản ở bên đây. Ở cái vấn đề này thì tôi thấy thế này, muốn lập một cái ủy ban để kiếm những người như vậy với bên đầy đủ bằng cớ đó thì nó rất là công phu đấy, chứ không phải là dễ đâu. Ngồi cứ kể tên bảo Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng, Trịnh Xuân Thanh tham nhũng thế này thế kia rất dễ, nhưng mà khi mà đưa ra cho chính phủ cứu xét giống qua hình thức tòa rất là hợp luật hợp lệ, giống như nghị sĩ Hải nói là phải có bằng cớ. Bằng cớ nếu mà bằng cớ miệng thì phải có cái test sống, và nếu không thì phải có giấy tờ, phải có kết toán. Đấy. Thành ra một cái ủy ban nó làm mà làm rất là chuyên môn đấy, chứ không phải tài tử đâu. Bây giờ nó sẽ có hai phần. Một cái phần là phát giác ra những kẻ đang sống ở Canada này mà nó có vi phạm cái luật đó, là cái phần của những người ở Canada phải đi kiếm những cái tài liệu
mà nó mua nhà đi làm sao, nó đưa tiền, nó rửa tiền làm sao, làm ăn bất hợp pháp sao, cái tài liệu. Và phải có cái tài liệu bên Việt Nam nữa. Nó ăn bao nhiêu tiền để ông ký cái bô xít này, ông ăn bao nhiêu tiền cho lập phòng mô xa, chứ không phải nó cứ khơi mà được đâu. Và để muốn có những cái tài liệu bên Việt Nam đó, tôi nói thiệt, mình phải có tay chân của mình ở bên Việt Nam. Những tay chân nằm ngay trong chính quyền, họ mới có thể kiếm những tài liệu đó, họ cung cấp cho mình. Thành ra nói thì dễ, mà làm cho đúng lệ ra thì rất khó. Ông Thắng bây giờ đưa 200 người, chẳng hạn vậy. Không, thì tôi vẫn kính trọng những cái công việc như vậy. Vì riêng tôi nghĩ là tuyên truyền nặng hơn là thực tế. Phải trong vòng 200 người đó sẽ có mấy chục hồ sơ có giá trị để mà Canada cứu xét hay là Mỹ cứu xét. Nhưng mà thôi, cái chuyện ông làm có thể ông cũng nhắm những mục tiêu này, mục tiêu khác. Dù 200 hồ sơ thì được 2 hồ sơ cũng quý, ví dụ như vậy. Nhưng mà đừng cứ tưởng là 200 hồ sơ là nó tìm ra 200 thủ phạm để sắp sửa ngay làm chuyện lớn đâu. Tôi thấy khó lắm. Mình Canada, mình làm cái gì mình phải để ý tất cả những cái chuyện đó. Và không cần được nhiều, anh cứ làm được 2-3 trường hợp thôi là tụi họ cũng teo hết này. Chứ không cần phải nhiều. Đấy là một cái vấn đề. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái cộng đồng của mình ấy, nói chung tất cả các cộng đồng Việt Nam ở đây này, tôi thấy nói, tôi có cảm tưởng là nói nhiều hơn làm. Vấn đề gì mình cũng nêu ra hết cả. Nhưng cuối cùng là không có làm gì hết trơn này. Tôi lấy một ví dụ thôi, tôi xin lỗi quý vị, tôi không có ám chỉ chủ trích ra. Cách đây vài tháng ở một cái cộng đồng rất lớn ở miền Đông của mình, là một cuộc hội thảo ghê gớm lắm, là chống cái vấn đề cộng sản xâm nhập vào các tôn giáo, đưa các vị hòa thượng thượng tọa mà được huấn luyện bởi cộng sản Việt Nam đi tràn ngập mấy chùa các thứ ở bên hải ngoại này, rồi xây những cái chùa mới để thay thế các vị sư già vân vân, xâm nhập cái vụ đó. Các quý vị hội thảo ly đình lắm, lập một cái ủy ban khẩn cấp để mà giải quyết vấn đề này. Thì tôi cũng được đọc cái tôi cũng được coi cái video, tôi mừng quá. Tôi bảo vấn đề là vấn đề thật chứ không đâu. Thì tôi với tư cách là ủy ban tự do tôn giáo mà, tôi viết email, tôi nói rằng là quý vị làm đó, tôi hoan hô, tôi sẵn sàng, chúng tôi ủng hộ. Và nếu mà quý vị có cần những một số những việc chuyên môn cần liên lạc với ở Sài Gòn, liên lạc với Quốc hội, liên lạc với Chính phủ, chúng tôi đã từng làm rồi, tôi có một số kinh nghiệm, tôi sẵn sàng đi theo quý vị. Chờ 2-3 tuần sau quý vị trả lời, rất là hoan nghênh. Rất là hoan nghênh ý kiến của ông và xin chờ ủy ban chúng tôi họp lại để chúng tôi sẽ thưa lại với ông người làm ăn làm sao. Từ đó đến nay 3-4 tháng không có cái lá thư thứ hai nữa. Thành ra là chúng tôi muốn làm gì chúng tôi làm, mình không muốn cộng tác thêm với anh em.